Wow, mấy bức ảnh này đẹp quá đi mất. Mình cũng chụp được như thế. Chụp ảnh sau thì phải khó đến mức nào chứ. Phải chụp đúng góc đẹp. Oh yeah, Ngô bá đạo. Để xem đã nào. Nghiêm túc đấy hả? Sao lại thế? Ok, hóa ra chụp selfie chẳng dễ như mình nghĩ. Chắc mình cần tút tát lại. Chờ chút, mình có một ý tưởng. Mình có thể dùng vòng tay. Mình sẽ đặt vòng tay bên dưới áo, sau đó túm lại và dùng dây chun để buộc chặt nó. Mình sẽ làm xung quanh eo. Điều này tạo điểm nhấn cho chiếc áo. Sẽ không còn áo đơn điệu nữa. Và mình còn điều chỉnh nó thành crop top. Wow, xinh dã man. Nhưng tóc mình nhìn đơn giản quá, nên tạo kiểu gì đây? Sao giờ? Mình nghĩ ra rồi. Bó hoa đó đẹp tuyệt vời. Dùng hoa nhí trang trí tóc chắc chắn sẽ xinh lắm. Và việc thôi. Mình thấy thật xinh đẹp. Mẹ thiên nhiên sẽ rất tự hào. Còn lớp trang điểm. Wow, chụp ảnh thôi nào. Thế này mới chuẩn. Ảnh sẽ đẹp lắm cho coi. Wow, đẹp xuất sắc. Chúng mình chẳng khác nào người mẫu chuyên nghiệp. Đến giờ tập thể dục rồi. Tập luyện mỗi ngày cho cơ thể khỏe mạnh. Thay đổi tập thôi nào. Mặc thế này sao tập được. Mình mê đôi giày này. Sặc sỡ dễ thương xỉu. Và quần nỉ nữa nè. Mặc quần này rất thoải mái. Kể cả tập thể dục thì cũng phải mặc đẹp chứ. Ok, áo đó nhỉ. À, đây rồi nè. Khoan, không ổn rồi. Cứ tưởng mình giặt rồi. Nhưng vết mồ hôi thì không lẫn đi đâu được. Eo ơi, khiếp. Không mặc được. Không biết mình còn dư cái áo nào không ta. Ê, bên kia có ai đang làm gì kìa. Mà chờ một chút. Mình có một ý tưởng. Chuẩn, ổn lắm đấy. Yoink. Chắc họ không phiền đâu. Tại mình đang không có áo mặc. Mình sẽ trải quần xịt trên một mặt phẳng. Rồi lấy một cây kéo này. Mình sẽ dùng kéo để cắt một đường ngay giữa chiếc quần xịt. Cắt đến đó là được. Giờ thì mặc thử vào thôi. Vậy là có áo tập cực dễ thương. Cứu. Ashley, đang này nè. Ashley. Hả? Có chuyện gì? Chuyện này xấu hổ lắm. Tớ mất quần xịt rồi. Cậu có nhìn thấy quần của tớ không? Không. Quần xịt cậu thì liên quan gì đến tớ? Cái áo đó trông quen quen. Kiểu quen lắm luôn ý. Không thể nào. Không, sao mà vậy được. Chúc cậu may mắn tìm được quần. Cảm ơn, chỉ là đừng nhìn sang bên này. Cậu cứ yên tâm đi. À, khởi động nóng người rồi. Lâu lắm rồi mới nói chuyện. Ăn bánh ngọt thôi. Wow, nhìn cậu ấy kìa. Rất thời trang luôn đấy. Túi cưng của chị. Dễ thương muốn xỉu luôn. Wow, đúng là đẹp thiệt. Mình mà có túi như thế thì thích. À, đang nói dở. Tớ đã nói chuyện với Kevin, cậu ấy thả thính ghê lắm. Ashley, chuyện gì vậy? Cậu có sao không? Ashley, tỉnh lại đi gái. Có chuyện gì hả? Nhìn chiếc túi kìa. Trái tim cưng muốn xỉu. Tớ muốn có nó. À, rồi. Nếu cậu muốn, cậu sẽ có. Bạn bè là phải thế chứ. Chờ tớ một lát đi. Cứ tỏ ra thật tự nhiên thôi. Mình sẽ thử phương pháp trực tiếp. Bạn gì ơi, cho tôi một nước suối và một pizza margarita. Cứ tưởng bạn là người phục vụ. Không. Đằng kia có gì kìa? Tôi có nhìn thấy gì đâu. Tạm biệt. Mình nhanh như thế chứ. Không ổn rồi. Đứng lại đó. Cô sẽ phải xa nhà một thời gian dài đấy. Khiếp, mình không muốn bị bắt đâu. Biết làm gì nữa đây ta. Phải nghĩ cách khác mới được. Nhanh nào. Chiếc túi đẹp quá đi. Cậu ấy bị khùng rồi. Mà chờ một chút. Cà phê ngon tuyệt của mèo. Mình cần nhiều caffeine. Và tớ cần len từ chiếc áo len của cậu. Màu này cũng rất hợp. Sao tự nhiên lạnh thế? Khoan, rõ ràng mình có màu áo len mà. Mình cần thêm vài thứ nữa. Để xem nào. Cái này được nè. Yoink. Vậy là đủ đồ cần thiết rồi. Mình sẽ trải lưới nhựa lên một mặt phẳng. Sau đó mình sẽ lấy một cây kéo. Đầu tiên mình sẽ cắt vài đường trên lưới nhựa. Mình sẽ cắt lấy một mảnh dài. Như thế này nè. Sau đó mình sẽ cắt bỏ hai góc. Cắt theo đường trèo thế này thôi. Chuẩn hình dạng mà mình muốn. Tiếp theo mình cần móc khóa. Chú bướm này vừa đẹp vừa cứng cáp. Mình sẽ đặt nó trên tấm nhựa. Chỗ này hợp lý đó. Mình sẽ băng kít để cố định nó lại. Ok, chuyển sang phần tiếp theo. Mình có một chiếc kim lớn bằng nhựa. Mình sẽ không dùng chỉ mà dùng len. Mình sẽ luồn sợi len qua các lỗ trên tấm nhựa. Việc này khá là dễ dàng. Các khoảng cách phải đều nhau. Mình sẽ luồn hết đường này. Tuyệt đối không được bỏ sót chỗ nào. Việc này thư giãn ghê. Mình muốn phủ kín luôn. Mình sẽ gắn dây xích vào tấm nhựa và luồn sợi len qua các mắt xích nè. Khi đã luồn đến cuối, chỉ cần kéo sợi len là xong. Mình đã chuẩn bị 2 mảnh nhựa nhỏ. Mình sẽ đặt 2 mảnh ở hai bên rìa khung và khâu chúng lại với nhau. Mình sẽ gấp khung này lại thành hình một chiếc túi. Sau đó chỉ cần gắn dây xích nữa thôi. Đẹp quá nè. Mình sẽ đóng nắp lại và xoay ổ khóa. Mong là Ashley sẽ thích. Mềm quá đi. Này Ashley. Wow, cho tớ. Đẹp quá đi. Giống hệt như chiếc túi trong mơ của tớ. Hả? Ủa sao giống vậy? Cứ tưởng của mình là độc nhất. Nè nè. Tớ mê nó mất rồi. Vui quá, cuối cùng cũng hết tiết. Trong này nóng dã man. Mặc áo hoodie là lựa chọn sai lầm. Cởi ra cho mát này. Dễ thở hơn hẳn. Lúc nãy ngộp muốn chết. Mình sẽ cất vào cặp. Nhưng không nhét vừa. Có quá nhiều sách. Ok, thôi cứ vắt lên vai. Ồ trời đất. Sao lại tuột vậy hả? Bắt đầu bực mình rồi đó nha. Nhưng không sao, hít thở nào. Mình đã có cách rồi. Mình sẽ buộc áo qua nhau. Đó. Và khó gì đâu. Lại còn cá tính. Ok, để lấy túi rồi đi luôn. Mình mà đến muộn kiểu gì cũng bị cô mắng. Wow. Đau quá đi mất. Này, cậu có phải là thiên thần? Chưa ai gọi tớ như thế. Cậu làm gì ở trên sàn vậy? Để tớ đỡ cậu dậy. Cảm ơn. Có chuyện gì? Tại áo hoodie ngớ ngẩn. Tớ đã buộc vào eo rồi mà còn tuột ra. Tớ cũng từng bị như thế. Nhưng tớ có mẹo hay lắm. Để tớ chỉ cho. Vắt chéo vào người thế này. Rồi gấp 2 ống tay áo lại. Kéo thật chặt. Sau đó cuốn ống tay thế này. Không phải lo áo bị tuột nữa. Lại còn rất phong cách. Wow, tuyệt vời mà trời. Nhìn dễ thương ghê. Tớ biết. Mà chắc chắn áo không rơi nữa chứ. Khoan, tớ phải kiểm tra cái đã. Này, điểm 10 chất lượng. Wow, mẹo của cậu đỉnh thật. Tiện lợi hơn hẳn. Chúng mình đi vào lớp thôi. Chói mắt quá. Mình phải bảo vệ mắt mới được. Khăn, không, kính râm. Còn gì ta? Kính râm. Chẳng nhìn thấy đâu cả. Hả? Sao có mỗi cọng thế này? Mắt kính đâu rồi? Trông xịn ghê. Mắt kính trông xịn sò thật đấy. Mình nghĩ ra cách rồi. Chào nhé. Cứ tưởng mắt kính bị bẩn. Nhưng mà trông ổn lắm. Tớ đeo lại này. Được rồi nè. Suýt được. Gì kia? Thảm yoga đó có thể có ích đấy. Mình chỉ cần một miếng nhỏ thôi. Trao đổi công bằng đó nha. Cắt miếng xôm như thế này nè. Tạo hai lỗ ở hai bên. Luồn gọng của kính râm qua hai lỗ vừa tạo. Kính râm tự chế của mình. Để thử xem sao. Nhìn được này. Thế này mới chuẩn chứ. Ôi trời ơi, cậu ấy hài hước quá. Tớ vừa nhận được tin nhắn ngọt ngào nhất. Không đời nào. Nhìn này, Chris vừa rủ tớ đi chơi. Hả? Ghen tị hả? Khoan, xem đây này. Chris cũng muốn hẹn tớ đi cà phê. Sao cô ấy dám làm vậy chứ? Bọn con trai. Chắc là nhầm lẫn gì thôi. Đúng rồi, sao cô ấy lại rủ cậu cơ chứ? Chỉ một trong hai đứa mình được hẹn hò với Chris, ok? Ok, và người đó sẽ là tớ. Rồi, cứ chờ mà xem. Tớ sẽ làm Chris ngỡ ngàng. Thích thì chơi luôn nhé. Mình đã định dùng màu son đó. Thích ghê ha. Không thành vấn đề nhé. Mình thích đôi bông tai này. Dù sao mình cũng không thích. Đôi này trông quý phái hơn hẳn. cứ tự nhủ đi cưng ạ. Tớ sẽ lấy túi xách. Đây cũng thế. Chiếc này. Cậu đùa tớ à? Dù sao trông nó cũng rẻ tiền. Quần jean mặc dịp nào cũng đẹp. Của tớ? Không, mơ à? Thả ra. Tớ nhìn thấy trước. Thôi đi, thử xem. Cái đồ phá hoại. Cho cậu luôn đấy. Chúc may mắn. Nhưng phải làm sao bây giờ hả trời? Sao mà mặc nữa? Trừ khi mình cần xé cho rách to hơn, rồi trượt tay qua hai ống chân và chui đầu qua chỗ rách nè. Thế này thôi, rồi thì kéo xuống thôi. Wow, quá là sành điệu. Lên đường thôi. Từ từ đã. Xinh quá hả? Tớ thừa nhận là tớ ấn tượng. Bye bye. Tránh đường đi Chris. Ai thế kia? Wow. Ồ, các cậu ơi. Họ là sinh đôi. Quên chuyện vừa rồi nhé. Mời cậu trước. Nhanh lên, muộn bây giờ. Em không muốn đến trường đâu. Phải đi chứ, nhìn em xinh quá. Chị đừng làm thế nữa, em lớn rồi mà. Không, không quàng khăn đâu. Không quàng khăn dễ bị cảm lạnh lắm. Nhưng thế này hơi lố rồi. Như vậy là đủ cả rồi đấy. Thôi em đi học đây. Sẽ nhớ bé nhiều. Mặt trời nắng chói chang. Không cần cái này. Mình vã mồ hôi rồi này. Chị nhìn đi nghĩ gì chứ. Chào Sunny. Cậu sẽ không tin vào chuyện này đâu. Mình cần đi mua chút thức ăn. Hả? Có phải thân của Wendy mà. Em ấy sẽ bị lạnh. Lạnh muốn đau người rồi. Không thể để như thế được. Chị đến ngay đây. Em đi rồi. Đừng lo nhé. Quàng khăn giữ ấm nè. Hai người quen nhau à? Suýt thì tai hại rồi. Đừng cởi ra đấy. Sao chị lại làm thế? Ê, nhìn cậu hài dã man con ngan. Nhục như con trùng trục mà. Đeo đôi nào đấy ta? Đôi này rất hợp với bộ đồ của mình đấy chứ. Xinh rồi đó. Lấy túi nữa là chuẩn bị xong rồi. Ngạc nhiên chưa? Chị đứng đó bao lâu rồi? Em đang mặc gì vậy? Em chuẩn bị đi chơi với bạn. Quẩy cùng mấy gái lắm. Và em mặc như thế á? Không ổn chút nào. Có vấn đề gì ạ? Em không đeo bít tất à? Hả? Không. Đeo vào đi. Chắc không phá game thôi. Nhìn em rất thời thượng đấy chứ. Muốn đi, chờ đã. Ôi, có Lily và Mandy. Không thể để họ thấy mình đeo tất. Mình phải cởi ra ngay thôi. May quá có cái thùng rác ở ngay đây. Ê, cậu đến rồi, đi thôi. Mandy, chờ đã. Không thể nào, con bé cởi tất ra rồi. Đau mắt thôi. Thử con bé, chơi đường nào cho tôi qua. Chị làm gì đấy hả? Em đang đi chơi mà. Em luôn đó. Để chị đeo cho. Phải giữ cho bàn chân là mới được. Cứ cầm bánh quỳ mà ăn. Chuyện gì vậy trời? Nhìn đôi tất kìa. Chị ấy hơi lo lắng thái quá. Bánh không? Ăn một cái cũng được. Tiến hết sức. Có một bữa tiệc muộn. Không thể để chị Mindy nghe thấy. Ok rồi đấy. Ra được rồi. Ủa? Chào, em đi đâu à? Em định đi ngắm trăng sao thôi ạ. Tối nay hơi lạnh đấy. Em mặc ấm mà chị. Đội mũ cho ấm nè. Chị tự tay đan đấy. Sao lại thế? Hợp em lắm. Đủ rồi, em không cần mũ, hay tất, hay khăn quàng. Em không phải trẻ con. Tuyệt, tự nhiên có mũ. cứ giữ đi, em sẽ đi đây. Cần la hét, lại khóc lóc nữa rồi. Thế có lỗi ghê. Được rồi, em xin lỗi. Em không cùi hết lên với chị. Em chỉ nói thế thôi. Ấm quá. Nhìn mình sang chảnh hơn bao nhiêu. Mình không thể đòi lại. Chơi chút. Chị chỉ cố hết sức thôi mà. Mình nghĩ ra cách rồi. Mình sẽ cắt tay áo của chiếc hoodie. Tiếp theo mình buộc nút ở phần đầu như thế này. Vậy là có mũ ấm. Tặng cho chị nè. Hả? Tự mình đang đội mũ đôi nè. Thân lòng đấy chứ. Quên phải đi đây. Chơi vui nhé. Em ấy thật là ngoan. Anh ấy nói sẽ đến đây mà. Đâu rồi nhỉ? Chào em. Anh yêu, em đến đây. Wow! Không! Ôi trời đất, thật sự can ghê quá. Mong là anh ấy không thấy. Nhìn đau thế nhưng trông hài lắm. Đủ rồi, em về đây. Nhưng đừng đi dép của em này. Rách mất rồi. Chắc mình sẽ sửa được. Luồn cái quai qua lỗ này. Sau đó lấy một lọ nước ngọt và tháo nắp vòng này ra. Cài nó xung quanh dây quai và siết chặt. Tốt như mới nha. Anh ta dám của mình ư? Đúng là không ra gì. Tuyệt, lại còn bị rách rát. Ngày gì mà chán như con rắn. Tìm được em rồi. Có cái này cho em nè. Anh sửa rồi đó. Anh đeo vào cho em nhé. Lãng mạn quá đi mất. Cứ như chuyện cổ tích ấy. Em yêu xinh quá. Dù cho có cát trên tóc, anh toàn nói như rót mật vào tai. Kìa, có phải cá mập không ta? Nó sẽ trông rất đẹp ở đây. Ai cũng thích dơ hầu hết. Và nó mang đến không khí nhiệt đới cho tiệc của mình. Giờ thì buông rèm ra nào. Vậy là đủ cả rồi đấy ha. Tuyệt quá đi mất. Khoan đã. Suýt thì mình quên mất cái này. Quả dưa hấu bự chẳng. Nhìn lại biết ngon rồi. Mình sẽ mang dưa hấu ra phòng khách. Sao thế giới tàn ác thế? Mình sẽ phải làm gì đây chứ? À, biết rồi. Cửa hàng đã đóng cửa. Nhưng mình cần một quả dưa hấu. Mình sẽ tự tìm. Chỗ này hình như không phải rồi. Biết đâu mình gặp may ở đây. Có lẽ đây không phải là ý hay. Đây rồi. Cánh đồng dưa hấu thơm ngon. Áo của mình rất tả tơi. Bây giờ thì chả quan trọng nữa. Ồ, khoan, mình không có túi để đựng dưa. Nhưng có khi mình cũng chẳng cần túi. Nếu tạo thêm lỗ trên áo phông, mình có thể dùng cách này. Dù sao nó cũng hỏng mất rồi. Ok, vậy là được rồi. Mình sẽ cởi nó ra và lộn ngược lại. Giờ buộc một nút ở đầu. Túi siêu chắc luôn. Quả dưa hấu sẽ nằm vừa ở trong. Và mình có thể xách về nhà. Đúng thứ mình cần rồi. Về thôi. Chúng ta lành lặn trở về nhà này. Và mình sẽ đặt quả dưa ngay đây. Chiếc túi bằng áo này rất hữu ích đó. Này, cậu có dưa hấu à? Cho tớ một miếng. Mọng nhất luôn nè. Tớ mê luôn. Mệt quá cơ. Wow, từ từ đã. Để tôi kiểm tra nhanh đã nào. Đồi dép thú vị đấy. Không, cô không được vào. Chị đùa đấy à? Nhìn biển hiệu đi. Cấm dép. Ok. Wow, quá trời Crocs luôn. Làm sao mình biết đôi nào là của mình? Nhớ có ai ăn trộm mất thì sao? Không thể để chuyện ấy xảy ra. Chắc phải có cách nào chứ. Hap, vùi quá đi. Cái đó chắc dùng được. Cho mượn nhé. Úi, xin lỗi. Cầm nè. Coca, em xin. Không có gì, đúng thứ mình cần rồi này. Giờ mình sẽ chế đôi dép của riêng mình. Đầu tiên là cắt các ô tròn của Pop-It ra. Dép sẽ đầy màu sắc. Mình sẽ đặt chúng lên trên dép và dùng keo để dán cố định. Mình kết hợp nhiều màu để dép thật nổi bật. Gần xong rồi. Wow, dép tự thiết kế theo ý. Mình sẽ nhận ra đôi của mình ngay. Mấy đôi này nhìn đơn điệu quá. Ok, tôi vào được chưa ạ? Chúc vui vẻ. Thư giãn thôi nào. Mình nên về nhà thôi. Để lấy dép cái đã. Hả? Ủa đâu mất rồi? Bị lấy mất rồi. Pap, pap, pap. Dép này đỉnh quá, nhưng mà hơi có mùi. Ô này. Pap, pap. Pap, pap. Ồ, cưng quá. Dù ai cũng muốn mình thật xinh đẹp, nhưng đôi khi chúng ta không thể mua sắm thả ga. Vì vậy, chúng tôi đã có những mẹo hay giúp bạn thay đổi trang phục. Đâu là mẹo quần áo hay nhất của bạn? Hãy cho chúng tôi biết dưới bình luận nhé. Nhớ chia sẻ video này với bạn bè và đừng quên đăng ký kênh của chúng tớ để xem thêm nhiều video vui nhộn như thế này nha.